Xin chào tất cả các bạn. Xiaomi hiện đang là một trong những hãng điện thoại nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Các sản phẩm của hãng có mức giá rẻ, hiệu năng sử dụng ấn tượng mà thiết kế lại vô cùng đẹp mắt. Ngày hôm nay Hoàng Hà sẽ có một vài gợi ý dành cho các bạn về các sản phẩm đáng mua của Xiaomi vào thời điểm hiện tại. Mở đầu trong danh sách ngày hôm nay là Xiaomi Redmi Note 4, chỉ với giá 3 triệu đồng nhưng lại sở hữu bộ vi xử lý của những chiếc điện thoại tầm trung có giá từ 5 tới 7 triệu. Xiaomi Redmi Note 4 với thiết kế kim loại nguyên khối cao cấp hiện đang được bán với mức giá chỉ khoảng 3,5 triệu đồng. Máy sở hữu màn hình 5,5 inch Full HD cùng với công nghệ cảm biến vân tay một chạm siêu nhạy và chính xác ở mặt sau. Về hiệu năng, Redmi Note 4 có hai bản vi xử lý khác nhau là Helio X20 và Snapdragon 625. Đây đều là những con chip khá tốt và thường xuất hiện trên những chiếc điện thoại tầm trung có giá từ 5 tới 7 triệu đồng. Tiếp theo là sản phẩm Redmi 4. Đây là người anh em và là phiên bản nhỏ hơn của Xiaomi Redmi Note 4, chỉ với màn hình 5 inch phù hợp với hầu hết người dùng, kể cả những người có bàn tay nhỏ. Mặc dù chỉ có giá 2,79 triệu đồng, nhưng Redmi 4 vẫn được hoàn thiện hoàn toàn bằng kim loại và có cảm biến vân tay cao cấp tương tự như người anh em to lớn Redmi Note 4. Về cấu hình, máy sử dụng bộ vi xử lý tầm trung thế hệ mới của Qualcomm là Snapdragon 430, RAM 2GB mang lại hiệu năng ổn định. Sản phẩm Redmi 4 có dung lượng pin 4100mAh cho thời lượng sử dụng vô cùng ấn tượng. Ở vị trí thứ 3 trong danh sách ngày hôm nay lại là một chiếc smartphone dành cho người dùng ưa chuộng sử dụng một tay, đó là Xiaomi Redmi 4 Prime. Là một phiên bản khác của Redmi 4, Xiaomi Redmi 4 Prime có điểm khác biệt lớn nhất so với người anh em của mình là bộ vi xử lý mạnh mẽ hơn, Snapdragon 625, cùng với đó là dung lượng RAM 3GB. Máy làm hoàn toàn bằng kim loại nguyên khối, có màn hình 5 inch và cảm biến vân tay một chạm ở mặt sau. Xiaomi Redmi 4 Prime có giá rất yêu thương là 3.590.000 đồng. Tiếp theo, ở vị trí thứ 4 là Xiaomi Mi 5. Dù đã ra mắt cách đây khoảng hơn 1 năm với mức giá cao hơn một chút là 5 triệu đồng, Xiaomi Mi 5 vẫn ăn tứt các đối thủ khác về hiệu năng sử dụng, còn hơn cả C9 Pro, mãnh thú của Samsung. Được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 820, Xiaomi Mi 5 có thể chạy tốt tất cả các game và ứng dụng nặng nhất trên Google Play trong vài năm tới. Và chiếc điện thoại cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay chính là Xiaomi Mi 6, chiếc flagship mới nhất của hãng Xiaomi. Xiaomi Mi 6 sở hữu cụm camera kép với khả năng chụp ảnh xóa phông, được người dùng bình chọn là tốt hơn cả iPhone 7 Plus. Ngoài ra, Xiaomi Mi 6 còn được trang bị một cấu hình cực khủng, sánh ngang với những siêu phẩm của Samsung như Galaxy S8, S8 Plus hay HTC U11. Sản phẩm có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu sử dụng của người dùng từ cơ bản đến nâng cao với mức giá chỉ khoảng 10 triệu đồng. Và vừa rồi là một vài những gợi ý của Hoàng Hà về những chiếc điện thoại Xiaomi đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại. Nếu bạn đã chọn được cho mình một chiếc điện thoại ưng ý thì hãy tới ngay các địa chỉ của Hoàng Hà để đặt mua với rất nhiều những khuyến mại hấp dẫn nhé. Và ngay bây giờ, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Hoàng Hà để có thể có được nhiều hơn nữa những gợi ý hữu ích. Và mình là Thanh Mai, xin chào và hẹn gặp lại!